Hello, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sữa Cỏ Hải Dương nhé. Và trong video ngày hôm nay, em lên sóng cho anh em xem một em xe rất là đặc biệt. Một mẫu xe đẳng cấp. Đây là mẫu xe BMW X6, sản xuất năm 2008, nhập Mỹ, bản full kịch. Phong dáng của X6 quả thực sự là nó cực đẹp. Nó là một chiếc xe là một niềm mơ ước của rất là nhiều anh em. Vào những năm 2008 thì chiếc xe này làm mưa làm gió. Rồi, mời anh em chúng ta cùng đi khám phá và xem chi tiết mẫu xe X6 này. Con này là phiên bản cực kỳ hiếm, động cơ máy 4.4. Thì với cái động cơ này, em nghĩ là nó phải là dành cho những anh em thực sự là dân chơi xe thực thụ, đam mê X6, đam mê những dòng xe chấm to thể thao. Và dòng X6 này các bác nhìn thấy nét thiết kế của nó rất là coupe, nhìn rất là đẹp, cổ bô vuông, hai cổ bô ở phía sau, cảm biến chống va chạm quanh xe, camera nùi đầy đủ hết, cốp mở điện này. Con này là bản gọi là full kịch nóc. Nó không thiếu bất cứ một cái chức năng và option gì cả các bác ạ. Đó. Xe rất đẹp, khoang cốp phía sau cực kỳ rộng rãi nhá. Đây. Đóng cốp này. Đấy. Tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này là cam kết với anh em là xe không đâm đụng, không ngập nước nhá. Một dàn lốp thì còn cực kỳ đẹp luôn. Một dàn lốp rất đẹp. Sơn xi con này thì thực sự là nhìn nó không khác gì một chiếc xe mới. Giá thì rất hợp lý thôi. Bác nào quan tâm thì alo cho em ngay qua số điện thoại là 0852 555 555 để có thể biết giá về chiếc xe X6 này. Giá rất là cụ thể và giá nét luôn. Các bác có thể nhìn thấy là hệ thống mắt đèn, rồi là đèn xương gầm, đèn gầm của xe, mọi thứ nó còn rất là trắng sáng theo thời gian. Đèn rất là trắng sáng theo thời gian. Đấy. Cửa con này thì là cửa hít. Đây, cửa hít này. Đấy. Cửa là cửa hít. Giảm xóc của xe là giảm xóc bóng hơi nhá. Đi rất là êm. Có hắt kính này. Có massage lưng này. Massage lưng đây. Massage lưng ở ghế lái. Và ghế là ghế Boeing nhá. Option thì nhiều miên man các bạn. Phanh tay điện tử, cần số điện tử, nãy số thể thao trên vô lăng. Đấy. Tắp ly, tắp nô vẫn rất là đẹp luôn. Hệ thống ghế da của xe sau bao nhiêu năm rồi, nhưng mà ghế da của nó vẫn rất đẹp và hoàn toàn là ghế da zin. Cửa sổ lóc. Túi khí thì quanh xe, bất cứ chỗ nào cũng có túi khí. Các bác nhìn này, xe đẹp thì các bác nhìn này, cái ghế da,
ghế ra, hàng ghế phía sau gần như không người ngồi. Có màn hình riêng biệt nhá ở phía sau. Ở phần dưới này chúng ta nhét đĩa vào. Đấy, và điều hòa ô tu độc lập riêng biệt ở phía sau này. Đó. Xe rất là nguyên bản anh em nhá. Máy 4.4. Phong dáng nó quá đẹp luôn. Ngày xưa để mà sở hữu được em nó thì phải 5-6 tỷ đồng mới có thể sở hữu được. Đèn này, mới tinh luôn. Đấy, các bạn nhìn đỏ chót này. Nhưng mà bây giờ cái giá của nó rất là hợp lý thôi, chỉ có vài trăm triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu được một BMW X6. Anh em nào mà phục thù quá khứ, ôn lại kỷ niệm xưa thì mua con này đi nó là hết bài luôn. Ghế da rất là mới luôn. Đó, từ những cái tựa lưng này. Rất đẹp luôn ạ. Xe bao lỗi nhá, nên màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết rồi. Táp ly đây. Con này là màu ghi bạc, bác nào mà hợp mệnh nữa thì quá tuyệt vời luôn. Những cái khay để đồ mọi thứ vẫn còn zin nguyên hết, từ những cái tấm rèm này này. Đấy. Rất đẹp, rất mới. Hàng sưu tầm luôn anh em nhé. Không một nỗi nhỏ nào cả. Giá chỉ có vài trăm triệu đồng thôi, trong khi đấy lúc mới rất đắt tiền. Đăng kiểm thì còn dài lắm, đăng kiểm đến tận tháng 5 năm 2024. Đăng kiểm dài miên man luôn. Rồi em sẽ cho anh em xem qua khối động cơ 4.4 của chiếc BMW X6 này. Con này nói thật với anh em là so với những phiên bản 3.0 ấy thì là nó sẽ tốn nhiên liệu hơn tương đối bản 3.0 dòng, cho nên là cái dòng này thì thực ra là nó chỉ dành cho những người mà không tính toán về vấn đề xăng cộ thì mới chơi được. Còn đâu anh em mà đã cân đo đong đếm vấn đề xăng cộ thì gần như chúng ta bỏ qua chiếc xe này nhé. Đi con này quen rồi thì nhảy lên những cái con máy 8.2.0 không đi được. Đấy, đi rất là khó chịu luôn, bởi vì con này lúc nào đường chỉ cần thoáng thoáng một chút thôi là nó sẽ ổn định ở cái tốc độ tầm khoảng 80, vì đạp ga nhú tí nó lên 80 cây rồi. Máy con này là máy zin nhá, số nó cũng là số zin luôn. Xe không tai nạn đâm va, không ngập nước. Đấy, giá chỉ có vài trăm triệu đồng thôi. Cụ thể chi tiết giá thì anh em có thể alo cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 anh chị nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cảng bên em. Xin trọng cảm ơn.